Em bất ngờ lắm không? Chẳng phải em đang có nhiều thắc mắc muốn hỏi anh lắm sao? Nếu như em không muốn thì thôi vậy. Tôi muốn biết bí mật đằng sau ký hiệu này. Làm gì mà đến giờ này nó vẫn chưa về? Đã hơn 12 giờ khuya rồi. Anh bớt nóng. Mấy lần nó đi chơi với bạn bè, 1-2 giờ khuya mới về mà. Cũng tại em hết. Những lần như vậy, thay vì em phải khuyên giải con, đằng này. Bây giờ con Tiên nó khác xưa rồi. Làm sao mà biết được điều gì xảy ra đâu. Vậy chứ anh muốn em phải làm gì bây giờ? Con mình nó có bệnh. Bác sĩ đã dặn rất kỹ là không được để cho tinh thần con mình bị kích động. Mà anh thì lúc nào cũng căng thẳng đến mức không cần thiết. Anh biết anh ấy qua một dịp tình cờ, không gọi là thân, nhưng cũng khá hiểu rõ về nhau. Nhìn bề ngoài anh ấy có vẻ đỉnh đạt, nhưng thực chất thì... Anh ấy thế nào? Thật ra anh không muốn nói xấu người đã mất, và cũng không muốn phá vỡ hình ảnh đẹp của anh ấy trong lòng của em. Anh đừng nghĩ anh nói như vậy thì sẽ khiến tôi thay đổi những suy nghĩ của tôi về chồng tôi. Không bao giờ. Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối chồng tôi là một người tốt. Cứ cho là vậy. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chồng em cũng có hình xăm giống hệt như anh đúng không? Tại sao anh biết? Vì sao à? Anh hãy nói đi. Bình tĩnh đi em. Có gì đâu mà phải nóng vậy. Em cứ uống đi. Tôi cần nghe câu trả lời từ anh. Em muốn biết cả một bí mật lớn như vậy, mà chỉ một yêu cầu nhỏ của anh em cũng không đáp ứng được. Xem ra anh nên suy nghĩ lại. Tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh rồi đó. Anh đã nói được chưa? Được lắm. Em sẽ cho anh được gì nếu như anh nói ra sự thật? Rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi? Tôi đang đứng trước cửa nhà anh. Ủa, sao Tiên đến đây vậy này? Tôi muốn đi lấy đồ của anh Hưng. Đừng làm đội thức giấc.
Đâu mất rồi? Thì muốn kiếm cái gì? Mặc kệ tôi. Thực ra tiền muốn kiếm cái gì? Không liên quan đến anh. Nghe đi, tất cả những tài liệu này thuộc về cá nhân của tôi, không liên quan đến Hưng. Xin lỗi, đã làm phiền anh. Tiên, con người nói với tôi anh Hưng không phải là người tốt, nhưng tôi tin anh Hưng không phải là người như vậy. Vì yêu tôi nên anh ấy phải trả giá. Chính tôi là người đã gây ra bi kịch cho anh ấy. Tiên, chính tôi, Tiên à, chính là tôi. Em bình tĩnh đi, em bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi. Con Tiên tối hôm qua nó về rất trễ, hôm nay lại đi làm rất sớm. Bác hỏi thì nó nói bà đừng có giám sát con nữa, con thấy mất tự do lắm. Con nghĩ là bác cũng đừng lo lắng quá. Con tin một thời gian ngắn nữa thôi thì sẽ vượt qua được cú sốc quá lớn này bác à. Con biết người này à? Con cũng đã viết nhiều bài về anh ta. Hình như là anh ta thích xuất hiện trên mặt báo. Tham vọng là như vậy đó con, toàn là trò lố bịch. Con thấy anh ta cũng rất tốt. Con với anh ta có đi cùng một chuyến từ thiện, rất tự nhiên và không hề giả tạo khi chăm sóc các em nhỏ. Mà anh ta còn được giới doanh nhân và độc giả ủng hộ nữa. Từ tâm hay giả tâm thay đổi rất nhanh con à. Con còn nhỏ nên chưa hiểu hết sự việc. Hình như là bác và anh ta có quen biết nhau. Và hình như bác... Không, bác cùng anh ta sinh hoạt chung trong hội doanh nhân. Nhưng mà thôi, bác cháu mình không bàn chuyện này nữa. Hôm nay bác muốn gặp con để nhờ con giúp bác một chuyện. Dạ, có chuyện gì vậy bác? Bác muốn con và thằng Đức giúp cho con Tiên nhìn rõ mình đang có bệnh và cần phải đi nước ngoài điều trị, càng sớm càng tốt. Bác sắp đi công tác xa nên muốn sắp xếp ổn thỏa cho con Tiên đi chữa bệnh trước. Con và Đức giúp bác nghe. Dạ, con sẽ cố gắng. Phải nghĩ ra trò nghề để lôi kéo cô ta về phía mình. Khi đó mình sẽ được tất cả. Ông đã chuẩn bị cho đợt hàng sắp về tới chưa? Làm gì mà nóng vậy? Chẳng phải hôm trước tôi đã nói chuyện với ông rồi sao? Ông nên biết điều một chút. Làm vậy là tôi đã nể ông lắm rồi đó. Nhân tiện cho tôi hỏi thăm, con gái ông sao rồi? Tối qua về cũng có ngủ ngon không? Tôi thấy hình như cô ta cũng bình thường, không giống như là thiên hạ đã đồn đại.
Ông yên tâm đi, tôi không làm gì cô ta đâu. Chẳng qua là tôi định hỏi thăm cô ta. Ông cấm tôi cũng vô ích thôi. Tự con gái ông tìm đến tôi đó chứ. Ông cứ lo dàn xếp chuyện nhà của ông đi. Đi nha. Chào ông. Chú thằng khùng mới đứa dựng bước sau chưa? Cả tuần nay công an làm gắt lắm. Tụi em không có làm ăn gì được hết. Làm nhanh đi. Đừng để dây chuyền của tụi mày mà tao bị mất lòng tin của cấp trên. Hơn nữa, một khi hắn tỉnh khai ra hết mọi chuyện thì còn nhà đá cả đám. Anh đừng lo, thằng đó nó bị hôn mê rất là sâu, chưa chắc gì nó tỉnh lại được đâu anh ơi. Đừng cười đi. Chuyện gì làm được thì cứ làm, tránh đêm dài lắm mộng. À nè, dạo này thằng Minh làm ăn sao rồi? Vẫn còn trụ lại chứ hả? Tại sao không thấy thằng nào báo cáo cho anh hết vậy? Dạ, tiền á thì em gom đủ về cho anh rồi. Tại em thấy anh không có hỏi gì hết, cho nên em không nói. Từ khi mà thằng Tám Trăng bị bắt á, tất cả con bạc đều đổ về bên ông Minh hết. Em nghe nói á, thằng cha đó dạo này làm ăn phức lắm. Tiên à, em sao rồi? Khỏe chưa? Ừ, cảm ơn. Tôi khỏe. Tối qua... đang trong giờ làm việc, không nên nói chuyện riêng tư. Dạ thưa chú, đây là hồ sơ vay ngân hàng, chú xem và ký không ạ? Cô nhớ đừng để chuyện này cho ai biết. Tôi không muốn mọi người bàn tán. Dạ. Chào chú. Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được phần của tôi cho chuyến hàng vừa rồi. Tôi không làm sai nguyên tắc, cho nên tôi cũng muốn được tôn trọng. Tôi muốn nhận được tiền của tôi trong một thời gian sớm nhất. Nếu không, mọi kế hoạch vận chuyển sắp tới tôi sẽ hủy bỏ hết. Cứ thử xem. Tiên. Tiên à. Tiên. Có chuyện gì không? Tôi định mời Tiên đi ăn. Sau đó mình đi xem phim. Hôm nay ở rạp có phim hành động hay lắm. Ừ, xin lỗi anh, tôi bận rồi. À, anh đừng mặc áo sọc như vậy nữa. Tôi không thích đâu. À, Tiên à. Chào anh, tôi mới vừa xong việc, cũng đang định gọi cho anh đây. Tại sao anh biết là tôi sẽ đi cùng anh? Anh chắc như vậy à? Thôi được, chào anh. Thank you.
Alo, có gì không? Anh đang bận. Ly nói sao? Nội anh. Anh biết rồi, anh sẽ tới liền. Ủa? Ly, nội anh sao rồi? Nội vừa mới được chuyển xuống phòng bệnh. Hiện tại đã ổn định. Nhưng mà bác sĩ nói cần phải theo dõi thêm vài hôm nữa. Lúc anh nghe Ly gọi á, anh lo quá. Cũng may á, làm tới đúng lúc. Chứ nếu không á, là nguy hiểm lắm rồi. Cảm ơn em nha. Anh lên với nội đi. Lên cầu thang rẽ trái. Nội ở phòng cuối á, em xuống căng tin mua đồ cho nội. Con người đang theo dõi đối tượng đang hôn mê. Cảnh giác. Gì thì gọi phần cho anh luôn. Ai cho anh bắt chước em vậy? Tại vợ anh có năng khiếu thưởng thức nên anh mới nhờ chứ bộ. Chị được cái giỏi nịnh. Em ngồi đây gọi món rồi chờ anh nghe. Anh sẽ quay lại ngay. Anh đi đâu vậy? Anh ra đây rồi anh quay lại liền. Người quen thôi mà, họ đang nhờ anh một chút gì. Nhưng mà em thấy anh không được vui khi em hỏi thì phải. Ông ấy đã nói gì với anh vậy? Không có gì, chào hỏi vài câu thôi. Xong việc rồi, bây giờ em có muốn tới một nơi nào thật vui không? Người đó là ai? Bạn làm ăn, dân giang hồ. Những người từ có mối làm ăn mờ ám với ông ta đều có hình xăm từ con bích đến con cơ như vậy đúng không? Không, anh và ông ấy chỉ liên quan về tiền bạc và cả chồng của em. Thank you.
Không lẽ Tiên dễ dàng đến như vậy? Không, có thể cô ấy muốn tìm hiểu bí mật tự chiến. Nhưng hắn là con cáo, làm sao tìm ra được sự thật từ hắn ta chứ? Tiên ngươi là Tiên, bị em tránh sao rắc tối thì em lại nhào vào. Anh biết phải làm sao. Alo, chú đây. Trễ rồi, cháu của chú có chuyện gì không? Dạ chú ơi, Tiên về chưa chú? Lúc chiều còn ở công ty. Chú cứ tưởng là nó về nhà. Đi đâu mà không nói với chú một tiếng. Dạ, cháu có gặp Tiên ngoài cổng. Lúc đó xe của cậu Chí, giám đốc kinh doanh bên Xuân Việt, tới đón Tiên đi. Cháu nói sao? Tiên nó đi với thằng Chí à? Dạ phải. Sao nó lại... Cháu đã cho chú biết. Chú sẽ nghiêm khắc hơn với nó. Không thể để nó giao du với hạng người như vậy được. Cháu cũng để mặt giúp chú. Phải làm sao tách con Tiên ra khỏi thằng này. Dạ. Nhưng mà biết đầu tiên thích anh ta thì sao? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chú làm mọi cách để ngăn cản, không để cho nó đạt được ý đồ đó. Dạ, cháu biết rồi. Cháu chào chú. Quả nhiên như mình dự đoán, Tiên sẽ là nhân vật trung tâm chém bức màn bí mật này. Lẽ ra anh không nên nói ra những điều này. Nhưng vì thấy em đau khổ vì anh ấy, anh không cầm lòng được. Anh cứ kể tiếp đi. Anh ấy càng chơi càng thua. Càng chơi anh ấy càng xa lại vào bẫy của ông Minh. Và khi họ biết Hương là con rể của ông tổng giám đốc công ty Việt Phước, thì cái bẫy được giăng ra rộng hơn. Hương đã bị cuốn hút vào thế giới đỏ đen, anh ta không thể nào rút ra được. Là con rể của một tập đoàn lớn, anh ấy phải chơi để chứng tỏ mình đáng mặt nam nhi. Chú theo giám sát cô Tiên. Cô có ra ngoài hay đi đến đâu về báo cáo lại với tôi. Dạ. Và khi họ biết Hưng là con rể của ông tổng giám đốc công ty Việt Food, thì cái bẫy được giăng ra rộng hơn. Hưng đã bị cuốn hút vào thế giới đỏ đen, anh ta không thể nào rút ra được. Sao em không ăn nữa hả? Em no quá rồi. Em đó, không nên để thức ăn thừa. Nhiều người không có đồ ăn nữa, huống chi là đồ ăn ngon vậy. Nhưng mà em không ăn nổi nữa đâu. Vậy để anh ăn giùm cho em. Bỏ phí lắm. Chưa về làm vợ anh mà em đã say nắng rồi. Không biết còn điều gì bất ngờ từ anh đây. Em sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa. Nhà anh không có người làm ngang. Em phải làm tất cả mọi thứ, từ nấu nướng giặt giũ cho đến rửa chén. Không biết em làm nổi không ta? Anh lo cho em quá. Vì anh, em sẽ tập sống tốt hơn. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Anh tin em đi. Anh đi lên bằng hai bàn tay trắng, nên anh quý trọng những gì mình đang có lắm. Em à, cố gắng chiều theo ý anh nha. Đâu là sự thật đây?
anh Hưng trong mắt mình khác hoàn toàn với những gì họ nói. Mình có nên tin họ hay không? Mình có nên tin họ hay không? Hãy vào tin điều cách thôi. Đồng nữa tài xỉu hay trái trưởng. Cứ chơi đi, có gì đâu mà sợ. Đánh đẹp trận mình sẽ quen tay thôi mà. Ok. Xin lỗi. Có gì không em? Tôi muốn đặt tài. Tài gì? Tôi muốn thử vận may của mình xem sao. Em nói gì tôi không hiểu. Đây. Tôi muốn đặt cược trận sắp tới. Nhưng ở đây anh đâu có làm ăn gì mà em đưa nhiều tiền dữ vậy? Tôi được anh Chí bên công ty Xuyên Việt giới thiệu. Trước đây tôi cũng là bạn rất thân với anh Hưng. Không phải xa lạ gì đâu mà ông anh phải sợ. Nếu không tin, ông cứ gọi điện cho anh Chí hỏi thì biết. Tôi nghe đây, cô ta đến tìm ông à? Cứ cho cô ta chơi đi. Thả một vài thông tin về thằng Hưng. Nhưng nhớ, quy hết mọi đầu mối gì cho tôi. Cứ vậy nha. Sắp có kịch hay xem rồi. Chóng mắt lên xem tôi sửa cô gái của ông không đẹp không ăn tiền. Nội uống sữa đi cho khỏe. Cảm ơn con. Nội cũng khỏe nhiều rồi. Con xin bác sĩ cho nội xuất viện đi. Chứ để con phải ra vô chăm sóc nội vậy đó, vất vả cho con quá. Nội đừng có bận tâm. Đây là việc con nên làm. Nội cứ xem con giống như con cháu trong nhà là được rồi. Tại vì nội lo nên nội mới nói vậy thôi. Bác sĩ nói phải theo dõi vài hôm. Khi huyết áp của nội ổn định thì mới cho xuất viện. Nội nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng lo nghĩ chuyện gì hết. À, từ sáng tới giờ sao nội không thấy con Ly tới thăm nội? Nè, hai đứa có chuyện gì buồn nhau không? Dạ không có gì đâu nội. Chắc là Ly bận đó. Con có việc ra ngoài một chút. Nội nghỉ ngơi cho khỏe. Lát con quay lại. Xin lỗi các anh, tôi nhầm phòng. Các anh làm gì ở đây vậy? Tôi đang kiểm tra cho bệnh nhân. Tại sao lại kiểm tra sức khỏe vào giờ này? Các anh đã kiểm tra xong chưa? Dạ xong rồi.
tham vọng là như vậy đó con. Toàn là trò lố mình. Con thấy anh ta cũng rất tốt. Con với anh ta có đi cùng một chuyến từ thiện, rất tự nhiên và không hề giả tạo khi chăm sóc các em nhỏ. Mà anh ta còn được giới doanh nhân và độc giả ủng hộ nữa. Từ tâm hay giả tâm thay đổi rất nhanh con à. Giữa Bác Gia và anh ta hình như không ưa nhau, nhưng những gì Bác nói mình thấy cũng có phần đúng. Tại chưa biết chứ làm sao mà Bác Gia còn nói như vậy nữa. Alo, con nghe nè ba. Công việc của con mấy hôm nay sao rồi? Có tốt không? Ba ơi, con đang đau đầu về bài viết mới nè. Ba tư vấn cho con nha. Thời gian trước, anh Hưng bạn của anh Chí có hay đến đây chơi không anh? Em hỏi Hưng nào? Ở đây có nhiều Hưng lắm. Anh Hưng là bên công ty Việt Food á. Cũng có. Mà chủ yếu là thấy Chí hay chơi giùm anh ta thôi. Anh Chí chơi giùm ảnh? Từ trước đến giờ. Mà hai ông này chơi lớn lắm. Mỗi lần đánh không dưới 100 triệu đâu. Em nói em là bạn của Chí, anh ta không nói cho em biết à? Em cứ xuống đó bấm chuông, sẽ có một người đàn ông trung niên ra mở cửa. Em nói chuyện với người này thì em sẽ biết rõ mọi chuyện về hơn. Ông có biết người này không? Cô là gì của nó? Cô đến đây để trả nợ cho nó phải không? Anh ta thiếu ông bao nhiêu? Cả lãi luôn á là gần 800 triệu. Cô là cái gì của nó? Cô nhắn với nó, cho dù nó có chui xuống đất, tôi cũng lôi nó lên cho bằng được. Kiếm được là chém không tha. Cô ấy thế nào? Tôi đã nói như những gì cậu dặn. Cô ấy có vẻ rất tin. Tốt lắm. Tôi sẽ có phần thưởng dành cho ông sau. Em ở nhà mà con nó đi lúc nào không hay không biết nghĩa là sao? Em nghĩ là con nó mệt nên ngủ sớm. Đâu có ngờ. Con ơi là con. Sao dại dột như vậy chứ? Chỗ tốt thì không muốn, chỗ xấu thì cứ đâm đầu vô. Có chuyện gì với con hả anh? Anh nói gì mà em không hiểu? Có tìm được không? Dạ, tôi theo cô Tiên đến một đoạn đường, thì cùng lúc đó có hai xe máy kè theo chạy theo gây sự. Khi bọn họ đi khỏi thì tôi cũng mất dấu cô Tiên luôn. Nhất định là thằng khốn đã giở trò. Cậu giở gì chưa đủ sao? Những lời tôi nói cậu bỏ ngoài tai hết à? Có gì mà ông nóng nảy vậy? Chuyện đâu còn có đó. Ông định nhớ, đây là nhà của ông Chính, ít ra ông cũng phải nể mặt một chút chứ. Cậu nói đi, chủ ý của cậu là cái gì? Tôi chẳng có ý gì cả. Cậu cố tình lôi kéo con gái tôi vào cuộc, như vậy không phải là chủ ý sao? Tôi đã nói rồi, là do con gái ông bám theo tôi không lôi kéo ai.
Cậu im đi. Hai người gây với nhau vậy đủ chưa? Không cần phải đôi co làm gì. Mọi chuyện ra sao tôi đã biết rõ. Nếu hai người còn muốn tiếp tục làm ăn với tôi thì tốt nhất mỗi người phải biết nhường nhịn một chút. Đó, có mặt anh ở đây, anh nói một câu công bằng đi. Cậu ta làm như vậy là đúng hay sai? Anh là người đi trước, phải để cho bọn trẻ kính nể chứ. Lúc nào cũng gắt gỏng nóng nảy như vậy không hay đâu. Nếu anh không giở trò chơi nó trước thì liệu nó có phản ứng với anh vậy không? Hãy tự nhìn lại mình đi. Đừng để những chuyện không đáng làm ảnh hưởng tới việc lớn. Còn cậu, tôi đã nhắc nhở cậu nhiều lần, nhưng sao cậu vẫn không nghe lời tôi? Tôi tự thấy mình không làm gì sai và không nhất thiết phải nghe lời chỉ bảo của ai cả. Cậu ngồi xuống đó. Anh thấy đó, rõ ràng cậu ta coi tôi và anh không ra gì. Đừng tưởng thần trí này dễ bị bắt. Phải thì tôi còn được ép thôi. Để xem ai sẽ phải nhận bước cho anh. Cô cũng sẽ như cha cô thôi. Cuối cùng cũng nằm trong sự sắp đặt của tôi. Tôi không còn gì để nói nữa hết. Cứ coi như là tôi đã rút lui. Cậu đang đùa với tôi đó hả? Mọi việc ông tự mà lo liệu. Đây không phải chuyện riêng của cậu. Tôi đã nói với ông rất nhiều lần, ngoài việc hợp tác làm ăn ra, tôi hoàn toàn độc lập. Tôi có quyền làm những việc mà tôi thích. Ông cũng biết rồi, tôi vừa phải lo dù thằng Hùng, còn phải đau đầu việc tìm lối thoát cho việc giải phóng mặt bằng ở chân trạch. Trong khi đó ông có làm cái gì? Chỉ mỗi có cái việc giao hàng thôi. Thôi được, việc của tôi sẽ lo. Nhưng tôi nói trước, nếu ông cứ tiếp tục làm ăn theo kiểu này, không sớm thì muộn cũng sẽ phải tan ra vì sự thiếu quyết đoán của ông ta. Lúc đó sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi chỉ còn cách đánh động để ngăn hai tên sát thủ đó lại. Cậu làm vậy rất đúng. Quả thật chúng ta đã lơ là trong công tác bảo vệ, nhưng qua việc này cho thấy kẻ tình nghi đang nắm giữ rất nhiều bí mật. Chính vì vậy nên người của tổ chức rất muốn thủ tiêu hắn. Tại sao ta không dùng người này gài bẫy dụ bọn chúng vào trong? Chúng ta không nên đánh động, đây chỉ là bọn tay chân, còn những nhân vật chủ chốt đang ẩn mình, đó mới là mục tiêu chính của chúng ta. Vậy của cậu tới đâu rồi? Tôi vẫn chưa thể tiếp cận được với cô ấy. Trong thời điểm này, cô ấy lại có mối quan hệ thân thiết với tay giám đốc Chí. Cậu làm sao vậy? Lẽ ra cậu đã có thể tiếp cận cô ta từ trước rồi kìa. Đúng là như vậy. Nhưng mà cô ta bị bệnh rối loạn thần kinh, hay còn gọi là bệnh đa nhân cách, mỗi lúc mỗi khác. Làm sao tôi có thể nắm bắt được tất cả? Cậu có biết mình đang làm cái gì hay không? Đây không phải là vấn đề tình cảm. Cậu nên xác định rõ vai trò của mình đi. Tôi hiểu. Cậu hãy bình tâm lại. Chúng ta là những chiến sĩ công an. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ cho nhân dân. Không thể vì một tình cảm riêng tư của bản thân mà ảnh hưởng tới nhiệm vụ của mình. Cậu hiểu chứ? Ừ. Tôi nghe. Phải. Sao? Thôi được rồi,
Thông tin ra ngoài, nghi phạm đã chết. Yêu cầu phía bệnh viện lo thủ tục, giấy chứng tử hợp lệ. Hả? Nghi phạm đã chết? Vậy tốt rồi, người này vừa mới tỉnh lại, có thể lấy lời khai. Tuy nhiên để tránh việc truy sát và bảo mật thông tin, chúng ta phải nhờ bệnh viện làm giấy báo tử, đánh tan mọi hoài nghi đối với những nhân vật lớn trong đường dây tổ chức còn đang giấu mặt. Có chắc là đã chết rồi chứ? Chính bệnh viện đã công bố giấy báo tử. Em theo dõi á, thấy nhân viên y tế đưa xác của hắn đi. Không tốn một chút công sức, hắn đã tự biết chọn cách kết thúc cho mình, càng tốt. Vậy là nhẹ bớt một nỗi lo. À, mấy hôm nay á, cô Trinh liên tục gọi cho anh, anh có cần đến đó nữa không? Cứ để yên đó, tới lúc cần thiết nó sẽ rất hữu dụng. Giờ mình đi đâu hả anh? Hay là để em gọi cho cô Tiên, xem ra cô ta bắt đầu thích anh rồi đó. Có việc quan trọng hơn cần phải làm.